Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng thưa các bạn, mặc dù vụ án Tôn Khỉ đã khép lại, mọi việc được dần sáng tỏ, nhưng hiện nay vẫn có muôn kiểu loại hình ăn theo từ vụ án đó. Trong khi vụ án Lê Quốc Tuấn đang được công an thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương mở rộng điều tra, thì trên mạng lại xuất hiện dày đặc những clip về gia đình vợ con Tôn Khỉ khiến dư luận bất bình. Điều đáng nói là sau khi thi thể Lê Quốc Tuấn sinh năm 1987 được hỏa táng và bàn giao cho gia đình, thì hàng ngày hơn chục YouTube vẫn trực chờ trước nhà để quay clip livestream đăng lên mạng YouTube, mạng xã hội. Mặc dù người thân, hàng xóm của Lê Quốc Tuấn đã nhiều lần nhắc nhở, nhưng các YouTube vẫn bất chấp. Một người hàng xóm của Lê Quốc Tuấn cho biết, kể từ khi xảy ra vụ án ngày 29 tháng 1 đến nay, ngôi nhà ấy lúc nào cũng đóng kín cửa. Những người ra vào đều là những người thân quen đến động viên gia đình. Nhưng từ khi thi thể Lê Quốc Tuấn được hỏa táng, đưa cho cốt về nhà, thì hàng chục YouTube trực chờ trước cửa để quay clip. Theo gia đình, kể từ hôm đưa cho cốt về, lúc nào cũng có chục người cầm máy quay, điện thoại livestream lên mạng. Mặc dù gia đình rất cẩn thận, đóng kín cửa, kéo rèm, nhưng sơ sẩy là họ quay. Có hôm, khi một số bạn bè đến thắp hương, nhóm YouTube nhanh chân đi vào tận bàn thờ để chụp hình quay clip. Vợ của Lê Quốc Tuấn cho biết, từ lúc chồng tôi gây án đến nay, gia đình không một ngày nào yên ổn, vậy mà họ cũng không tha. Ngoài YouTube thì hàng trăm người khắp nơi chạy xe máy ngang qua, nhìn vào nhà để thỏa mãn sự hiếu kỳ. Gia đình có phản ứng cũng không thể ngăn được những người livestream nên đành im lặng. Tôi chỉ mong mọi người thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình tôi trong thời điểm này mà hành xử cho phù hợp. Cũng theo gia đình, sau khi xảy ra vụ án, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bức thư nói rằng đó là thư của Tuấn viết cho cha mẹ, vợ con. Những bức thư này chia sẻ với tốc độ chóng mặt, kèm theo những lời bình khiếm nhã. Cũng theo gia đình, khẳng định tất cả những bức thư được lan truyền trên mạng là giả mạo, không phải nét chữ của Tuấn, và Tuấn cũng không để lại tâm tư hay nhắn nhủ bất cứ điều gì về gia đình. Đau đớn vì tội lỗi mà con mình gây ra, mẹ Tuấn trong những ngày qua chân đi không vững, lúc có khách đến thăm chỉ vần vờ cảm ơn. Bà nói đời này kiếp này, con dại thì cái mang, Tuấn nó gây ra tội lỗi tày trời thì không thể tha thứ, chỉ mong mọi người nghĩ lại mà thương cho vợ nó, con nó. Hai đứa nhỏ không có tội tình gì mà phải gánh búa rìu từ dư luận, gieo vào đầu nó bao phiền muộn thì quá nhẫn tâm. Từ hôm xảy ra sự việc đến giờ, mấy đứa nhỏ cứ nhắc cha rồi ôm mẹ khóc. Là người mẹ, người bà, tôi nhìn thấy cảnh này mà đau buồn khôn tả. Chị Nguyễn Ngọc Nga sinh năm 1980, hàng xóm bức xúc kể lại. Tôi ngồi bán ở chợ chiều, con đường dẫn vào nhà Tuấn lúc nào cũng nhộn nhịp vì hàng tốp người đến hỏi đường, đi xem đám ma của Tuấn. Không biết họ xem gì trong đó, vào xem để được lợi lộc gì. Có hôm những người trong nhóm thấy các YouTube cứ xăm soi gia đình mà họ bực dùm ra, nói họ đừng nhẫn tâm như vậy thì họ cứ trơ trơ cái mặt ra. Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, nguyên phó chánh tòa án hình sự Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nói rằng: ngày nay mạng xã hội nở rộ, các ứng dụng đăng tải ngày càng phát triển và mỗi người dân đều có thể làm một cái máy phát tin thông thường. Những thông tin nóng và xấu chuyển đi rất nhanh chóng, kèm đó là những hệ lụy rất nặng nề. Việc những YouTube, Facebook đến gia đình Lê Quốc Tuấn quay clip phát tán lên mạng kiếm tiền nằm ở đạo đức con người. Trường hợp này gia đình có thể nhờ cảnh sát khu vực can thiệp để ổn định cuộc sống. Nếu hình ảnh riêng tư, hình ảnh trẻ em bị phát tán trên mạng thì có thể yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp theo luật an ninh mạng. Bên cạnh đó, nhà quản lý YouTube rất khắt khe đối với các kênh YouTube phát tán xâm phạm đến lợi ích trẻ em. Chính vì vậy, cộng đồng cần nâng cao nhận thức, cần báo cáo những clip xâm phạm đời tư để YouTube xem xét đối với những kênh vi phạm. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy nhấn mạnh.